Trong một thông điệp quốc gia được truyền hình trên cả nước, bà Park Geun-hye cho biết các hoạt động cứu hộ của lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc đã thất bại trong tai nạn chìm phà vừa qua. Vì vậy, bà đã đi đến quyết định giải tán lực lượng này. Bà cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể nhân dân. Tôi xin lỗi người dân cả nước vì những đau thương mất mát mà mọi người phải trải qua. Trên cương vị Tổng thống, tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn tính mạng của người dân. Tổng thống Park Geun-hye đã 4 lần xin lỗi về việc này, song đây là lần đầu tiên bà nhận trách nhiệm trực tiếp. Bà cũng cho biết các hoạt động điều tra sẽ được cảnh sát tiến hành, đồng thời sẽ thành lập Bộ An toàn Quốc gia để phụ trách các hoạt động tuần tra kiểm soát và cứu hộ trên biển, cũng như toàn bộ nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm soát Vận tải Biển, vốn do Bộ Hải dương và Nghề cá đảm nhiệm. Phà Sewol có trọng tải 6.825 tấn, mang theo 476 hành khách, hầu hết là học sinh cấp 3, đã bị nghiêng và chìm ở ngoài đảo Jindo ngày 16 tháng 4 vừa qua, khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. Hiện 286 hành khách được xác nhận đã thiệt mạng, 18 người vẫn mất tích.